Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tổ chức cái bản PowerPoint của mình với session. Thì trong cái nội dung của video thì tôi sẽ đưa ra hai phần. Cái thứ nhất là khi nào và tại sao mà chúng ta sẽ phải sử dụng session. Và một cái nội dung nữa là vậy nếu mà chúng ta quyết định sử dụng session thì chúng ta sẽ làm việc với session ra sao. Thì với cái nội dung đầu tiên là khi cần sử dụng session là khi nào? Khi mà đơn giản là các bạn có quá nhiều trang slide trên một bản PowerPoint. Thì thực ra nhiều bạn nói rằng là khi mà có quá nhiều trang slide trên một bản PowerPoint thì thường là các bạn sẽ cắt ra thành nhiều cái nội dung khác nhau. Nhưng mà các bạn thử nhìn một cái bản PowerPoint như thế này. Ví dụ như là tôi có một cái bản PowerPoint có khá nhiều nội dung đấy. Chỗ này các bạn nhìn phía dưới này các bạn sẽ thấy là gì? Tôi có đến 90 trang slide. Và các trang slide đấy nói về các cái bài học khác nhau. Thế nhiều người sẽ nói là gì? Vậy thì người ta sẽ cắt các cái bài này thành các cái trang, những cái bản PowerPoint hoàn toàn riêng biệt. Vậy là mỗi bản PowerPoint nó chỉ có một số bài thôi, gọn gàng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên là cái đấy thì rất là dở, tôi không thích những việc đấy. Bởi vì là như vậy tôi đang hướng dẫn, ví dụ như tôi hướng dẫn xong bài 1 rồi, tôi muốn sang bài 2 tôi lại phải đi mở cái bản PowerPoint của bài 2, chứ nó không thể liền mạch được. Và trong lúc mà tôi lúi húi mở cái bản PowerPoint bài 2 đấy thì có thể ở phía dưới người ta ngồi chờ. Một số bạn bảo là vậy thì cứ mở sẵn đi. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang chiếu cái bản PowerPoint thì chúng ta lại phải tắt đi, xong chúng ta lại chiếu lên một bản mới thì nó thật là kỳ cục. Chính vì thế đối với tôi chẳng hạn, tôi là kiểu gì các trang slide tôi cũng cố gắng là gì, đưa hết vào trong một bản PowerPoint đó. Thay vì tách thành rất nhiều bản PowerPoint thì tôi sẽ đưa hết vào trong một bản. Và trước đây khi mà chưa có session thì khi mà đưa hết vào trong một bản ấy, di chuyển giữa các cái trang slide cũng hơi khó một chút. Thì các bạn có thể xử lý hyperlink hoặc các bạn biết dùng presenter view thì cũng được. Thế còn bây giờ khi mà có session thì các bạn sẽ thấy này, khi mà tôi dùng session ấy, các bạn có thể thấy là tôi có thể thu lại và xem được là gì, tôi có bao nhiêu bài chẳng hạn. Ở đây các bạn sẽ thấy là tôi chia thành session rồi và tôi đặt tên cho nó luôn. Và khi mà nhìn đây chẳng hạn, có thể thấy ví dụ bài 3 tôi có 6 trang slide, bài 5 tôi có 10 trang slide, nó cũng khá là dễ để quản lý. Đấy. Và vậy bây giờ nếu các bạn cảm thấy rằng là những gì tôi nói là ổn, là đáng để dùng thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là thì chúng ta làm việc với session thì thế nào. Thế làm việc với session thì thế này. Tôi đóng cái trang slide này, các bạn thực ra cũng không cần biết đâu. Các bạn mở cái trang slide là Microsoft PowerPoint 01. Cái này là làm theo hai cái ví dụ trước đấy, là một cái video là gì, là chúng ta nhập dữ liệu trong outline, sau đấy là chúng ta sẽ làm quen về placeholder như thế nào và placeholder và làm việc với layout ra sao. Rồi thì sau những cái ví dụ đấy thì chúng ta đã có cái file là Microsoft PowerPoint 01. Nếu các bạn có ví dụ đấy thì các bạn làm luôn, còn nếu không thì các bạn tìm cho cái bộ ví dụ của tôi của cái phần bài này và mở cái file PowerPoint 01 ra. Rồi session ra sao đây? Session thế này, ví dụ tôi muốn cắt các cái nội dung này ra thành các session khác nhau thì lưu ý là chúng ta muốn đặt session vào đâu thì chúng ta đặt vào. Thực ra các bạn kích vào trang slide cũng được, nhưng nếu các bạn cảm thấy không quen lắm, không chắc chắn lắm về việc đấy thì ví dụ như thay vì tôi chọn vào bài 2, tôi không biết là nó sẽ cắt từ bài 2 xuống hay là nó cắt là từ bài 3 xuống, tại vì có thể là bỏ rơi bài 2 ra thôi, thì tốt nhất là kích vào giữa đây chẳng hạn. Ví dụ tôi muốn cắt một cái session giữa bài 1 với bài 2, tôi sẽ đứng vào giữa này. Sau session thì như các bạn thấy vừa rồi tôi có nhấn session đâu đấy, thì nó chính nằm đây thôi. Home này, trong nhóm slides này các bạn nhấn vào session. Thế thôi, đơn giản. Ở đây thực ra thì cho đến đây các bạn nhìn cái này là có thể tự thực hành tiếp theo và không cần xem đoạn còn lại của video. Còn nếu các bạn có thể xem thì tôi xem cái cách tôi làm thì có thể nó như thế nào. Thì ta sẽ thực hiện này đây. Tôi nhấn nút là add session. Thế là nó sẽ thêm một cái session vào giữa ví dụ như bài 1 với bài 2. Khi cắt một cái session như vậy thì phần phía trên chưa có session nó sẽ tạo thành một cái là default session. Rồi, cái phần từ cái chỗ cho đứng và trở xuống ấy, không cần biết bao nhiêu trang slide, các bạn có 500 hay là 1000 trang slide cũng thế thôi. Nó sẽ cắt sang là gì? Một session riêng. Rồi. Sau khi nó cắt thành một session riêng rồi thì tôi thấy là như vậy là tôi cần session cho bài 1 chẳng hạn. Rồi vậy tôi sẽ đứng vào trang slide bài 1 cũng được. Đấy, nhưng mà như tôi nói là nếu các bạn chưa quen và cảm thấy hơi mất tự tin chẳng hạn, đứng vào giữa bài 1 và cái trang nội dung phía trên, tức là giữa trang slide số 2 và số 3 đấy,
Sao chúng ta lại đứng kích vào Essential và chúng ta nhấn nút lại Essential. À, vừa nãy thì nó xám xịt hết, nhưng các bạn thấy rồi đấy, là sau khi có Essential rồi ấy, thì bắt đầu trên này có vài nút nó sáng sáng ra. Thôi, tạm thời ta chưa cần quan tâm đến nó nhé, lại Essential tiếp đã. Rồi, sau khi các bạn nhấn Essential rồi thì cái Essential mà liền mạch từ trang 2 cho đến trang cuối cùng giờ nó bị đứt ra ở chỗ giữa trang 2 với trang 3, thế là ta sẽ có một Essential ở chỗ trang từ trang 3 trở xuống, tức là bài 1 đây chẳng hạn. Rồi bài 2 chúng ta cũng muốn cắt cái phần này rời ra thì chúng ta sẽ đứng giữa trang 6 và trang 5. Rồi sau đấy là chúng ta lại vào session nhấn session. Đấy. Thực ra thao tác thêm session đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà ngoài thêm session ta có cái gì? Ví dụ tôi kích vào một cái session đấy đây chẳng hạn. Và tôi chuột phải vào đây tôi thấy là gì? À, có rename session này, remove session. À, tôi có thể đổi tên. Nhưng mà đây có một vấn đề. À, chúng ta đã có một số cái nhầm lẫn, đấy là chúng ta để cái nội dung này thực ra nó có thể đi với cái phần session phía trên, tức là bài số 1, cái trang tiêu đề ấy. Do vậy là thôi tôi kéo cái nội dung này đặt lên phía trên này chẳng hạn. À, kéo được không nhỉ, nhấn kéo. À, có vẻ được rồi đấy, một cách các bạn có thể làm như vậy. Thế là sau khi các bạn làm như vậy, các bạn sẽ thấy là bài số 2 nó kéo lên trên và cùng với session của bài 1 nha. Rồi có thể là tôi thấy là như vậy, cái session bài 1 ở dưới thì có ý nghĩa nhưng cái session chỗ nội dung này không có ý nghĩa. Vậy ta có thể làm nào? Chưa phải session nội dung này, thôi tôi bỏ cái session này đi. Thì khi các bạn remove session, chú ý này, remove session này, rồi remove session and slide, tức là cái dưới này chắc là xóa cả session và xóa cả các slide trong đấy nữa. Remove all session thì nó sẽ bỏ hết toàn bộ session và trả cái bản PowerPoint này về dưới dạng là gì? Có đủ các trang slide nhưng hoàn toàn không có session nào hết. Rồi thôi, chỗ này tôi chỉ cần là remove session thôi. Sau đây các bạn thấy là gì? Hoặc tôi kéo cái trang của bài 2 để cái trang nội dung đấy, trang slide số 2 ấy, lên trên cái session để rời ra khỏi session đấy như cách vừa rồi. Hoặc là tôi làm cái cách mà ta vừa mới thực hiện đấy. Đấy là tôi remove cái session đấy. Thì khi các bạn remove session đấy thì các cái trang slide thuộc session đấy nó sẽ gộp với cái session phía trên. Rồi, vậy là tôi có trang tiêu đề này, trang nội dung xong rồi, hai trang đầu xong rồi. Chỗ bài 1 này tôi bắt đầu đặt tên ạ. Vậy muốn đặt tên session có ta có thể là gì? Vào session đấy, nhấn nút session trên này ở đây chẳng, hoặc các bạn đơn giản chuột phải vào đúng cái tiêu đề session mà chúng ta muốn sửa. Sau đấy các bạn chọn rename session. Và chỗ này tôi viết ví dụ bài 1 rồi nhấn rename. Vậy là xong, tôi đặt được cái tên session cho bài 1. Nhưng mà bây giờ đi xuống tìm những cái ví dụ có thể mất công. Vậy thì các bạn hãy nhớ này, vào session chọn ví dụ collapse zone. Thì khi chúng ta nhấn collapse zone thì nó sẽ thu tất cả các session lại và các bạn dễ dàng tìm thấy được session tiếp theo như thế này. Chuột phải, rename session. Rồi. Bài 2, rename. Rồi các bạn mở rộng bài 2 ra, cắt session cho phần bài 3 chẳng hạn, lại đứng giữa trang 6 và trang 7, tức là giữa bài 2 bài 3 đấy. Vào session và nhấn add session tiếp. Thế là tôi có session bài 3. Cái bài 2 này tạm thời đang chưa cần, lại thu nó lại. Đấy. Và các bạn sẽ thấy là session của phần bài 3 lại chuột phải, rename. Bài 3. Ok, rồi đây. Có mấy bài phía dưới thì các bạn có thể tự làm thêm chẳng hạn. Rồi, vậy cơ bản, nội dung này các bạn đã nắm được được cái vấn đề gì? Thứ nhất là các bạn hoàn toàn có thể chia cái bản PowerPoint của mình thành nhiều bản nhỏ. Mỗi bản đấy có một số slide nhất định để các bạn chiếu khi cần. Ví dụ như đấy, các bạn có thể có thận, ví dụ như tôi có những cái bản PowerPoint 200 trang slide chẳng hạn. Và có thể có 10 bài thì tôi sẽ chia các cái bài ra và như vậy nó gọn gàng. Tuy nhiên như tôi nói rồi, trong lúc chiếu mà các bạn cứ mở ra đóng vào thì nó sẽ rất là bất tiện. Do vậy người ta sẽ cố gắng thế này thôi. Đưa tất cả các bản PowerPoint vào các cái trang slide trên các bản PowerPoint khác nhau mà cùng một dạng nội dung, ví dụ như là cùng dạy về PowerPoint, cùng dạy về Word hay gì đấy chẳng, đưa hết vào trong một bản PowerPoint, cố gắng cho đưa hết tất cả các trang slide vào trong một bản PowerPoint, sau đấy sử dụng session để chúng ta chia ra thành các nhóm khác nhau để làm việc cho nó thuận tiện. Rồi, và tôi nghĩ là như vậy là đã đủ cho cái bản cho cái video này. Đấy. Có thêm bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo cái thông tin ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.